giời ơi này, khoai của tao tất nhá. Anh yêu cho em ăn với, anh đi tham thế. Ui giời ơi, lêu lêu 3 mét bẻ đôi người như nắm xôi, hai mắt chố lồi chỉ có nhịn thôi nhá. Khoai này ấy, của tao tất. Anh hiểu nhá, toàn bắt nạt em thôi. Đâu, ai bắt nạt mày đâu. Tại mày không đủ năng lực để cho vào mồm ấy chứ. Một, là anh đưa củ khoai cho em. Hai, là em sẽ mách bố anh với lại Long Tổ nhá, trốn tiết thể dục đi chơi điện tử. Này, tao trốn đi chơi điện tử với thằng Long Tổ lúc bao giờ? Hả? À, mày đừng có mà phét lác. Chẳng cần biết là thật hay điều nhá, chỉ cần em mách thôi là bố cho anh ăn đòn hết. Mày. Thôi được rồi, hơi tí là dọa. Đấy, ôi trời ơi này, nhìn chưa, khoai bở ngon chưa? Đấy. Vâng, nhìn bở thế kia cơ mà. Rồi, thế bây giờ mày ăn tay nào? Hai tay luôn anh ạ. Úi dồi ôi, anh lại còn bóc cho em ăn nữa. Đúng là anh trai của em quý anh trai nhất. À. Đấy, ăn đi nhá. Ủa, khoai ngon quá. Anh Hiếu, em cấu chết anh. Anh đứng im đấy cho em. Anh đứng im đấy. Chân ngắn còn đuổi tao á. Đuổi cho đằng tao. Mày đuổi tao đằng tao. Đuổi cho em khoai. Còn lâu. Hai anh em nhà này suốt ngày đánh nhau. Hôn ở nhẹ thì cãi nhau, mà nặng á thì đánh nhau. Đánh chán. Anh em Hiếu Thảo ơi. Ô, con Trẻ. Chị Nhung. Mày sao đây làm gì vậy? À, đây. Nay nhà em lục nhiều khoai, em mang sang cho anh với Thảo. Khoai à chị Nhung, để em cầm cho. Úi giời, đấy thấy chưa. Bảo ham ăn thì lại tự ái. Thấy ăn mắt sáng như đèn pha ô tô ấy, mắt cứ chó ra. Thế nhá, em đi về đây. Thảo ơi, nhớ chia cho anh Hiếu nữa đấy. Chị Nhung ơi, hôm nào em mang rổ sang giả sau nhá. Ừ. Úi giời. Đấy, cái nết ăn nết uống của mày nhìn không thể nào chấp nhận nổi. Cái nước ăn nước uống của em thì sao? Còn hơn anh nhá, cái đứa làm sao? Này, mày chơi thân với cái Nhung Duyên như thế, mày không học được cái nét gì của nó à? Học cái gì anh Hiếu? Học cái tốt tính của nó, biết chia sẻ đồ ăn với người khác nữa nhá. Cũng đúng nhỉ. Thế hay là... Đấy, phải thế nhở? Còn lâu của em tất. À, con kia, đứng lại. Đã chân ngắn đẹp. Anh Hiếu giả cho em. Giả cho em đây. Trời. Thôi, cậu còn khóc lóc cái nỗi gì. Lúc trước mà cậu chăm chỉ học hành thêm một tí thôi, bây giờ chả tốt hơn không? Tuyến ơi, thế thì mày không biết rồi. Thằng Hiếu ấy, nó khóc không phải bởi vì bị điểm kém đâu. Thế là tại sao? Thì tại nó ăn nhiều chất đạm quá, giờ không tiêu hóa nổi chứ sao. Chất đạm nào cơ? Thì trong trứng nhá, chẳng nhiều chất đạm còn gì. Thằng Hiếu mọi hôm ăn trứng gà, trứng vịt, hôm nay ăn quả trứng ngỗng to thế kìa, chả khó tiêu hóa là gì. Chúng mày cười cái chó gì? Mà Hiếu ơi, chỗ bạn bè tao bảo thật nhá, mày học hành cái kiểu gì đấy, ít nhất thì cũng phải được 2 điểm chứ, bởi vì trong đấy có mấy câu học từ lớp 10 rồi cơ mà. Ồ, thật thế á? Không tin ấy, mày hỏi Thảo Tô mà xem. Đâu anh Hiếu, đưa em xem nào. Rồi ôi, mấy câu này đơn giản mà, bọn lớp 10 cũng làm được. Anh Hiếu ơi, anh đúng là xứng với câu vu lâu rốt bền. Này cái con kia, cái câu đấy không phải để trẻ con nói với người lớn đâu nha. Thì em xin lỗi, anh không phải ngu lâu rốt bền. Đấy, thế còn được. Mà anh là cái đồ nước đổ đầu vịt, đàn gảy tay trâu. À, chúng mày lại cười cái chó gì hả? Úi giời ơi, mày nhá. Loại mày không hướng dẫn cho tao làm thì thôi, mày lại còn mày nói để cho chúng nó cà khịa, chúng nó cười tao hả? À, mày cái loại em út đúng là cái tao hết nói luôn. Ai bảo anh cứ hay bắt nạt em cơ, nên là nhá, còn lâu em mới giúp anh lêu lêu. Dạ anh. Tao không thèm nhá, cái loại mày nhớ mặt tao ấy. Thôi anh Hiếu ơi, anh em nhà anh chả có ngày nào là bình yên cả. Anh mang bài kiểm tra của anh đây em xem cho. Rồi. Ôi dồi ôi, mấy cái câu này quá đơn giản. Lại em chỉ cho. Anh nha. Đấy, em nói như thế anh đã hiểu chưa? Đấy, nói thế mới hiểu chứ. Tao bắt đầu nhớ ra kiến thức lớp 10 rồi đấy.
Đấy, nhớ ra dần rồi ạ. Thì sau gặp mấy câu như này ạ, anh cố mà làm đi. Ít nhất cũng phải được hai chứ, để không mãi chán chết. À, đấy, trông mặt ghét ghét nhưng mà tốt tính phết ấy. Chả như con Thảo Tô nhà tao, cái loại vừa tham vừa keo. Tao phải chỉnh đốn lại nó mới được. Thôi, đi về đi, vô đây. Biết giấu được nào, về bố quanh. Thôi, mày có biết mày với máy xay có điểm chung gì không? Em không. Thì mày với cái máy xay ấy, chỉ có một chức năng duy nhất là nghiền thức ăn chứ còn gì nữa. Tao sảnh nhá cái là thế mày đang ăn là cứ làm sao? Anh buồn cười nhỉ? Các cụ đã bảo rồi, có thực mới vực được đạo. Em ăn thì mới học được chứ. Em ăn để mới học được chứ. Có mày ăn nhiều để mày lấy sức mày cãi lại tao ấy. Còn hơn anh, ăn nhiều mà chả học được bao nhiêu. Cứ 3 hôm lại vác trứng ngỗng về. Học thì dốt à. Mày lại dám chê tao học dốt nữa à? Ui giời, ôi cái con này. Ôi giời ơi, thà cho cái Nhung làm em gái đi con còn hơn. Ôi à. Anh Hiếu à, anh Hoàng nhà em có ở bên này không anh? Ừ. Cái anh Hoàng này lại trốn đi chơi rồi. Thôi anh Hiếu ơi, em phải đi tìm anh Hoàng nhà em đây. Anh Hiếu, nhà còn gì ăn đâu, em đói quá. Ô, chẳng nhẽ điều ước của mình thành sự thật à? Cái Thảo Tô là em đàng hoàng, còn cái Nhung là em của mình. Anh Hiếu. Hả? Cái gì đây? Đói. Vào bếp mà ăn, còn cơm nguội đấy. Cảm ơn anh trai yêu quý nhiều ạ. Ồ. Anh trai yêu quý cơ. Thôi được rồi, để xem con em gái này có nên cơm nên cháo gì hơn so với con Thảo Tổ không. Cuộc đời thật lắm bất công. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Ước gì nhà có pizza, coca gà rán để ăn suốt ngày. Ô, Nhung Duê, mới sáng sớm ngày ra mà mày đã ngồi than thở cái gì đấy? Tại sao nhà mình lại ít đồ ăn thế nhở? Em đói quá. Tưởng cái gì? Thế mày quên là anh mày là master chef của làng à? Giờ muốn ăn gì? Em á, em thích ăn pizza gà rán, khoai chiên, tôm chiên, mực chiên, cả snack nữa. Thôi được rồi, thôi. Mày chọn gì mày chọn nhiều đi. Mày chỉ được chọn một thứ thôi nhá. Chọn nhiều tao nấu xòe tao được. Chọn một thứ thôi. Thế em chọn snack. Snack chứ gì. Được rồi, đơn giản. Thật là anh? Thật 100%. Thế nhưng bây giờ ấy, mày đi gọi cái đám kia đi nhá. Mày bảo là hôm nay anh sẽ làm snack cho cả đám cùng ăn. Đi luôn đi. Ok anh. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay để làm theo nguyện vọng của em gái mình, Nhung Dê, mình sẽ tặng các bạn món snack rong biển phô mai. Đấy. Hiếu đúng là người anh trai tuyệt vời, chiều em gái thế cơ mà. Công nhận, không như anh Hoàng nhà em, suốt ngày bắt nạt em thôi, chả được cái tích sự gì cả. Đáng đời mày, không biết quý trọng người anh trai tuyệt vời như tao à. Có không giữ, mất tiếc hùi hụi chứ em. Hiếu ơi, nào ngồi cứ ngẩn tò tê thế hả? Nấu thì đói quá. Đây, nó nấu luôn nhá. Được rồi, để làm được cái món này ấy, thì những thứ mà chúng ta cần chuẩn bị đó là dấu ăn này, rồi là bánh tráng này, rong biển khô này, bột phô mai. Đấy. Ôi trời, đơn giản thế thôi hả? Thế thôi, đơn giản thế thôi. Thế thì cậu thử làm đi, tớ không thấy tin lắm. Bạn bè là phải tin nhau chứ lệ. Đây, làm luôn nhá. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ cắt bánh tráng ra, đấy, cắt miếng bánh tráng ra thành những hình chữ nhật, chiều dài khoảng bằng một ngón tay, đấy, còn chiều rộng khoảng hai đốt ngón tay, đấy, rồi tiếp đến với rong biển thì cũng tương tự chúng ta sẽ cắt ra, cắt làm sao cái kích thước miếng rong biển nó sẽ nhỏ hơn kích thước của cái miếng bánh tráng mà chúng ta vừa cắt một chút, đấy, cứ làm lần lượt như thế thôi, là xong rồi, nhá, giờ cắt rồi xem.
Rồi, đã xong. Bây giờ ấy, chúng ta làm đến khâu tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ lấy miếng bánh tráng, sau đó chúng ta sẽ dấp qua nước. Đấy, sau đó thì nhẹ nhàng dán miếng rong biển vào. Đấy, cứ làm lần lượt như thế cho đến khi mà hết bánh tráng, hết rong biển thì thôi. Hiểu chưa? Đấy, chúng mày làm đi. Đeo găng tay vào đây. Làm đi. Đấy. Đeo găng tay vào. Đây, tao làm mẫu cho mày xem nhá. Đấy, làm đi chúng mày. Hiếu ơi, xong rồi. Thế nhưng mà nãy giờ bọn tao vất vả, vẫn chưa nhìn thấy cái bóng dáng snack đâu cả. Hay là mày lừa bọn tao đấy? Tuấn cứ bình tĩnh, xem Hiếu làm gì tiếp theo đã chứ. Đi đâu mà vụn mà vàng, mà vấp phải đá mà quang phải tao. Lại đây tao nói thì thào, muốn ăn snack thì cho vào chiên ngay. Hả? Chiên á? Chiên. Bây giờ chúng ta sẽ cho dầu vào chảo, sau đó thì đợi dầu sôi chúng ta sẽ cho snack vào và chiên phồng lên là được nhá. Đơn giản không? Hiếu mà đã ra tay thì có mà gạo xay ra snack. Anh Hiếu, cái món này có dùng đến gạo đâu. Ồ, cái con này. Thế bánh tráng không làm bằng gạo, làm bằng niềm tin à? À thế à? Em quên mất đấy. Được rồi, cái món này thì không thể thiếu phô mai được. Bây giờ chúng ta sẽ rắc phô mai nha. Xong. Đấy. Món snack rong biển phô mai đã hoàn thành. Bây giờ thì Hiếu mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với chúng mình nhá. Đấy, ăn đi chúng mày. Snack giòn, phủ thêm lớp phô mai mặn mặn béo béo. Ui, ngon quá Hiếu ơi. Hết rồi hả? Trời ơi, miệng ăn đến núi cũng phải lở. Chúng mày ăn như hùm thế thì bảo sao chả nhanh hết. Thế nhưng mà tao vẫn chưa thấy gì cả. Đúng rồi đấy, em mới chấm mút được có tí thôi, chả bỏ bèn gì cả. À, hay là mọi người ăn thêm khoai luộc cho đỡ đói không? Sáng ngày á, nhà em luộc nồi khoai to lắm. Đi, về lấy cho chúng nó ăn, đi. Ok, đợi em tí. Thấy không, chúng mày thấy chưa? Em gái tao nó phải tốt tính thế chứ lại. Ai những cái đồ... Đồ gì? À, không, có gì đâu. Thôi, dọn đi để chị ăn khoai nhá, dọn đi. Mọi người ơi, khoai đến rồi đây. Kể ra Nhung muội muội cũng tốt tính phết nhỉ. Có cái gì ngon cũng mang cho bọn mình. Em chẳng tốt với mọi người thì tốt với ai? Anh em mình ạ, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. À, có họa cùng chịu mà. Thế thôi, bọn chị không khách sáo nữa nhá. Vâng, mọi người ăn tự nhiên đi ạ. Ăn đi, ăn đi chúng mày. Bỏ chưa? Ồ, Nhung, sao mày không ăn? À, em thấy mọi người ăn là em cũng no rồi, mọi người cứ ăn đi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, gây mối răng tay rồi. Anh Tuấn ơi, đây có phải răng đâu, hạt ngô mà. Khoai nhà Hiếu lạ nhở, lại còn mọc ra cả ngô nữa. Đi thôi xem à. Ôi nhở, ngô thật này. Ngô, chả có nhẽ. Anh chị co đầu rồi mà sao ấy, làm sao khoai lại mọc được ngô. Thế rốt cuộc ngô này ở đâu ra? Thì có sao đâu, khoai này em hấp ở trong nồi cắm lợn nên là nó dính hạt ngô thôi. Hả? Nồi cắm lợn á? Vâng, sao đâu. Sáng ngày á, em nấu cắm lợn, thế em buồn quá em thấy mấy củ khoai, để em cho vào em nấu cùng luôn. Hai cái đầu em để cho lợn ăn, còn ở giữa thì người ăn. Một công đôi việc. Em thông minh không em Hiếu? Ôi trời ơi, sao về luôn đây? Ôi ơi, bẩn quá, tớ phải về đi rửa ruột đây.
em cũng về đây. Ai lại mang cắm lợn đi đãi bạn bao giờ? Ơ sao đâu, vừa ăn được mà. Ơ sao lại về hết thế? Anh em Hiếu Thảo ơi. Ô con Trẻ. Chị Nhung. Mày sang đây làm gì vậy? À đây, nay nhà em luộc nhiều khoai, em mang sang cho anh với Thảo. Khoai à chị Nhung, để em cầm cho. Úi giời, đã thấy chưa, bảo ham ăn thì lại tự ái, thấy ăn mắt sáng như đèn phao tô ấy, mắt cứ chố ra. Thế nhá, em đi về đây. Thảo ơi, nhớ chia cho anh Hiếu nữa đấy. Úi giời, thế không lẽ cái hôm lễ con Nhung nó cũng mang khoai trong nồi cắm lợn sang để cho mình có Thảo tô ăn à? Úi giời ơi, sao tôi lại khổ thế này. Anh Hiếu. Đây tao bảo. Anh bảo gì ấy? Mày ăn xong cả chậu bát mày vứt ra đây cho tao rửa à? Hả? Con gái có lứa rồi gì lười thế, sao mày không rửa đi? Đâu, em lười đâu. Tại em đau tay ấy. Mày đau bảo đâu? Đau bao giờ? Mày điêu thế? Đau tay kiểu gì mà vừa ăn snack tao thấy mày bốc liên hồi đấy hả? Thì đấy, chính vì em bốc liên hồi nên tay em mới đau ấy chứ. Thôi, anh ra yêu quý rửa hộ em nhá. Ok, này, con kia. Úi dồi ôi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng. Con Thảo tổ tuy nó hơi lười thế nhưng mà nịnh nó một tí là nó làm cho. Con này nó nói phát nó cái nó chạy đi luôn. Rồi, thế đây, câu này làm nào nhỉ? Câu này á, câu này đơn giản mà. Đây nhá. Ôi ơi, hoàng tử của lòng em rủ đi uống tà tương. Ê, mày điêu ấy, hả? Mày không dạy tao làm bài nốt à? Mai tao thi rồi. Thì bình thường anh ăn trứng mãi rồi. Ăn thêm một hai quả nữa có làm sao đâu mà. Em phải đi uống trà sữa với cà rút đây. Tạm biệt anh trai yêu quý nhá. Ờ, này, công chuyện. Ôi giời ơi. Đây, cứ ước mãi đi. Giờ mà có con Thảo tổ á, mấy cái bài lớp 10 nó chỉ mình như một nốt nhạc làm xong hết ấy. Chứ không ai bỏ đi theo trai những cái con nung dê này. Giờ làm nào ấy. Mùi chớ chịu. Con nung dê đâu? Con nung dê. Dạ, anh trai yêu quý của em gì đấy? Yêu quý cái khỉ gì? Hả? Tại sao mày ăn cơm mày không để phần tao tí gì? Bây giờ tao đói rồi tao ăn cái gì? Anh buồn cười nhở? Từ xưa đến giờ chỉ có chuyện anh nhường em thôi, làm gì có chuyện em phải nhường anh. Ái giời, mày lại còn lý sự cùn à? Có mà anh lý sự cùn ạ, đã học dốt rồi là còn hay cục xúc. Ôi giời, ôi, mày lại còn... mày dám chê tao nữa à? Ôi giời ơi, tao thả con Thảo tổ làm em gái tao còn hơn. Anh Hiếu, anh Hoàng nhà em không chơi bên này à? Chắc lại đi lêu lỏng rồi, em phải về đi tìm đây. Ô. Anh Hiếu ơi, nhà mình còn gì ăn không anh, em đói quá. Ôi, Thảo Tô. Úi giời, em gái anh trở lại chưa à? Úi giời, em gái anh trở lại chưa à? Anh Hiếu ơi, anh bị làm sao thế? Bình thường em đòi đồ ăn anh chửi em cơ mà, sao hôm nay lại thế này? Ôi. Không, đấy là ngày xưa thôi. Còn bây giờ nhá, tao hứa là tao sẽ không bao giờ tao cốc mày nữa. Anh Hiếu ơi, thế anh nấu món gì ngon ngon cho em ăn đi. Được. Mày thích ăn món gì anh cũng chiều. Úi giời ơi, anh đúng là anh trai tuyệt vời nhất quả đất luôn. Mà này, anh Hiếu ơi, nếu như anh có bài nào không hiểu thì mang em chỉ cho. Phải thế chứ. Rồi, bây giờ mày thích ăn món nào nha, vào bếp, anh nấu cho mày ăn nha. Đi.